Rồi xin chào các bạn ha. Hiện tại mình có một cái cây mai bonsai nè các bạn, mới vừa được dâu dây thì xin giao lưu cùng các bạn ha. Thì đây cây mai đây. Mình sẽ quay một vòng để cho các bạn xem ha. Thì đây là quay cái cảnh cái xa các bạn nọ, các bạn thấy nhìn cái đế không? Ghê gớm không? Thì cái chậu này mình đã cũng nhiều rồi. Tại vì cái chậu này mình tự có khuôn các bạn, đổ bằng xi măng 20. Này tầm 25, ngang thì 40 lọt lòng ha các bạn. Ngang 40 lọt lòng. Đó. Lên màng hết trơn các bạn này, nó lên nè, không phải lên màng mà nó lên nè, nó đóng rồng. Nhìn nó cổ, trụ cổ. Đó các bạn thấy không? Thì đây là toàn bộ cái chiều cao của cây này tầm cũng khoảng là 42 ha. Đó, chiều cao cái ngọn tới đây nè các bạn, 42. Đó, rồi bây giờ á mình sẽ tiến hành mình quay cận cảnh để cho các bạn xem cái đế của cây. Cây này đế rất đẹp và rất dài nha. Hoành thì cả lon bia đó các bạn. Rồi các bạn, thì đây là mình sẽ tiến hành mình quay cái bộ đế cho các bạn xem đây. Nó hơi ngắn nè các bạn thấy không? Đế nó cao lên nè, thấy không? Nè coi cái tay cụm nó nè, thấy không? Cây này là to nha các bạn, hoành rất là to nè, như lon bia vậy đó, thấy không? Nè, ngay chỗ cái cổ này nè, nghe mình nói ngay chỗ cái cổ này nè. Để mình dịch lẻ lên cho các bạn xem. Đó. Thấy không? Tầm khoảng 20 15 26 đây nè, nó có một cái rễ cộng rễ rất là to đây. Nè, thấy không? To đùng á, già vậy lắm nha các bạn, thấy không, nó đỏ lên luôn nè. Đỏ rồi ép được ép chậu rồi nó. Thì đây là cái bộ toàn bộ cái bộ đế của cây. Rồi các bạn, thì đây là cái bộ đế của cây nè, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem hơi lã chút ha. Đây thấy không, đó nha, mình nói như lon bia vậy, lớn hơn, có phải là lớn hơn lon bia luôn á. Nó đây là những cái cọng rễ nữa nè. Đó, cây này các bạn thấy không, nó đỏ lên già lắm mà to. Đó nè, đây nè, thấy không, cọng này nó rất là to nè, bự nè. Ừ. Mình sẽ quay một vòng để cho các bạn xem ha. Đó, thì cây này nó trực ha các bạn, vẫn trực. Anh em nào yêu thích thì liên hệ ha. Rồi các bạn, thì tại thường cái phần đế thì mình sẽ quay kỹ hơn, tại vì cái phần đế là cái phần mà cái giá trị nhất của cây ha. Đó. Cái cành nhánh đâu thì cái gì cũng có thể làm được, nhưng mà cái đế thì làm không được ha. Đó, các bạn thấy không, đây anh trực thì giống mình nói đó, cao tầm khoảng 40 đó, 42 đó. Rồi cái tàn ngang tầm cũng khoảng nè, để mình đo tàn ngang sơ sơ ha, mình đo cũng như hơn chuỗi 20 40 chắc cả 60. Rồi, tàn ngang nó 60 ha các bạn. Rồi mình sẽ quay cái tàn cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành quay cái bộ đế cho các bạn xem. Rồi xong. Thì cây này á, thì đây là cái tàn của nó đó các bạn, mình sẽ quay cái cành tàn để cho các bạn xem ha. Mới vừa dọn lên luôn nè, đó các bạn thấy không. Rồi thì cây này nó được mình cũng nói luôn là nè các bạn thấy không, nó tuy nó đẹp nè, nhưng mà cái phần lõi lên nó đang kéo ra đây nè, cái mặt cắt của nó nè các bạn, hồi xưa nè thấy không nè ha. Đây là cái vết thẹo của nó nè, hay vết thẹo của nó. À. Đây với thẹo nữa nè, để tới đây nè, đang kéo nè các bạn thấy không, đang kéo nè. Đó, rất là mạnh ha, đang kéo rồi đó, nhưng mà thẹo cũng hơi lớn đó. Thì có gì mình cũng nói rõ ràng về cái tình trạng của cây này. Đó, đây thì đang phát triển rất là khỏe nè các bạn. Rồi thì anh em nào thích cây này thì liên hệ ha.